Rồi xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ trình bày cho mấy anh em xem cái vị trí, cái chức năng của từng cái vị trí chân trên cái cục EXU của hệ thống khóa thông minh Vario 2023 nha anh em. Thì đây là cái cục EXU ha. Thì EXU này nó xài cái một dách và 21 chân nha anh em. Thì mỗi hàng là 7 chân. Rồi cái này có là 3 dãy nha. 21 chân. Đó. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cho mấy anh em từng cái vị trí ha của cái cục EXU này. Nếu như mà anh em nào muốn kiểm tra thì mình sẽ biết được cái vị trí chân thì mình sẽ làm được nha anh em. Đó. Đầu tiên bây giờ mình sẽ nói cái dãy ở trên cùng nha. Mình bây giờ trình bày cái dãy trên cùng trước. Ở đây là cái dãy trên cùng nha. Thì đầu tiên là cái dây mà cái dây màu đục chuối nha anh em. Giống như xanh đục chuối á. Xanh đục chuối sọc đen. Thì đây là cái dây nguồn nha anh em. Nguồn đây là nguồn trước khóa nha. Nguồn trước khóa. Thì ở dưới cái hộp bình ắc quy mình là ở ngay chỗ cái vị trí mình nè. Cái cầu chì này nè. Nha anh em. Đó, cái cầu chì này á chính là cái cầu chì của cái dây xanh đục chuối sọc đen nha. Đó là cái dây nguồn trước khóa. Rồi tiếp tục là cái dây đang sọc trắng ha. Đang sọc trắng này thì đây là nguồn sau khóa nha anh em. Đây là nguồn trước khóa còn nguồn sau khóa. Như vậy anh em mà chưa bật khóa thì anh em phải kiểm tra cho mình cái dây này lúc nào cũng có điện nha. Nếu mà không có điện thì anh em kiểm tra cái cầu chì lúc nãy nha. Còn cái dây số 3 nè. Dây số 3 này chính là cái dây dây mát nha anh em. Dây 3 dây mát. Còn lại cái dây số 4 nè. Số 4 và số 5 nè. Đúng không? Số 4 và số 5 này. Số 4 và số 5 này thì đây là chính là cái dây của cái cụm từ nha anh em. Đây cái cụm từ trong cái ổ khóa mình nè. Nha, đây là cái dây mà cấp cho cụm từ. Thì dây số 4 là dây dương. Còn cái dây số 5 là dây âm nha. Thì anh em khi mà cái dây này lúc nào cũng có điện nha anh em. Dây số 4 này là dây lúc nào cũng có điện nha. Đó, anh em khi mà kẹp dây rồi anh em đo là có điện luôn nha. Nè, mình đo vô nè. Đó, anh em thấy không? Nè. Còn cái dây này là không có điện nha anh em. Dây này khi nào mình bấm nhấn cái núm khóa thì lúc này nó sẽ cấp mát nha, cấp mát vô cụm từ. Nha anh em, đó là dây số 5 nè. Đó. Nhấn núm khóa là nó sẽ cấp mát vô cụm từ. Đó, lúc này nó sẽ cụm từ nó nhảy, nó sẽ rút chốt. Mình xoay được cái núm khóa nha. Bây giờ nếu mà anh em mà muốn thử cái dây này nè, đúng không? Thường thường đấy anh em thử cái dây số 4 là dây dương đúng không? Nhưng mà khi anh em thử qua cái dây này số 5 này, bây giờ anh em thử vẫn có điện nha. Nếu mà anh em không rút này ra, anh em không có rút cái giác này ra nè. Đó, khi mà anh em không rút ra thì cái dây này nó vẫn có điện 12 điện dương nha, dây dương nha anh em, chứ không phải là dây âm nữa. Đó, còn khi mà anh em rút ra thì nó sẽ trở thành dây âm nha. Tại vì á là lúc nãy là nó có cái dây dương đúng không? Dây dương. Đó, dây dương nó sẽ chạy vào đây, nó chạy vào cụm từ. Được chưa? Nó chạy vào cụm từ sau đó nó chạy đưa ra. Thì là anh em đo cái dây này nó vẫn là dây dương nha. Trừ khi nào mà anh em rút này ra thì lúc đó là mấy dây này dây âm nha. Dây này là không có điện nè. Đó anh em thấy không? Đó cái dây số 5 mình đo không có điện thôi nha anh em. Nhưng mà khi mình sẽ ghim cái giắc này vào nè. Khi mình ghim cái giắc này vào nè nó sẽ có điện nè. Anh em nhìn nha. Đó anh em thấy không? Có nghĩa là dây dương á. Dây dương là từ dây số 4 này là dây dương. Nó chạy ra, nó chạy vào cụm từ này. Sau đó nó sẽ chạy ra lại. Nó vào đây. Được chưa? Khi nào anh em nhắn có mát thì cái dây này sẽ tắt nha. Đó. Rồi. Tiếp tục. Cái dây số 6 nè. Cái dây số 6 này chính là cái dây mát. Mát của cái núm khóa nha anh em. Khi mà anh em nhấn nút đúng không? Nhấn nút. Ở chỗ này có công tắc đánh thức nè. Công tắc đánh thức nó có hai dây nè. Dây màu đen và màu xanh nè. Đúng không? Thì cái dây á, một dây á là mát sườn. Nó chạy vào công tắc đánh thức. Sau đó anh em nhấn thì nó mát sườn. Nó cấp vào cái dây này nha. Khi nào mà anh em nhấn cái núm khóa này mà không ăn á. Nếu mà trường hợp mà anh em nhấn không ăn thì anh em lấy thử cấp vô đây mát sườn cho mình. Lấy dây mát sườn cấp trực tiếp vô đây. Nếu mà ok là chứng tỏ lại công tắc đánh thức này có vấn đề hoặc là dây nha anh em. Rồi. Còn cái dây số 7 nè.
Cái số 7 này là cái dây mà cái đèn báo tín hiệu khóa smart key ở trên cái đồng hồ nha. Dây tín hiệu đèn nha. Rồi đó là những cái hàng phía trên. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ trình bày cái hàng phía dưới nha. Hàng phía dưới này thì cái dây này là chạy vào cái đèn xi nhan ha, bên trái, xi nhan bên phải nha anh em. Cho nên mỗi lần tắt bật khóa smart key thì nó sẽ sáng đèn, là nó sáng luôn ra cái đèn xi nhan mình, đó là hai dây ha, không nói. Còn lại nè, 10 và 11 này thì cái dây này nó chạy thẳng về cái cục EC mình nha. Thì cái dây này nó làm nhiệm vụ là trao đổi cái tín hiệu mã ID ECM nha, hay còn gọi là cái mã Immobilizer á nha anh em. Đó là cái mã khóa. Khi nào mà mình thay cái thay cục EXU, đúng không? Thay cục EXU mới, nếu mình không đồng bộ cái mã ID ECM này thì mình sẽ vô hiệu hóa cái mã này cũng được nha. Mình sẽ xóa cái mã ở trong cái cục ECM này thì mình không cần thiết đồng bộ nha. Đó. Còn lại dây cái số 12, 13 nè. 12, 13 chính là hai cái dây của cái còi smart key nha anh em. 12, 13 nè, sinh dương nè, và dây mát nè, đúng không? Đó, dây mát và sinh dương thì hai dây của cái còi ha, còi smart key. Còn lại cái dây đen sọc xanh cây nè, thì đây là cái dây để dùng lập trình khóa smart key nha anh em, nằm ở chỗ bình nó quy nha. Đó, lúc nãy giờ mình nói hai cái dãy trên này nha, còn cái dãy dưới cùng nha. Dãy dưới cùng nè là cái dây số 15 là dây vàng sọc xanh cây nè. Thì cái dây này là dây 12V nha anh em. 12V là nó cấp từ nút đề mình nha. Thì cái dây 12V này á là điện sau khóa nó sẽ vào cái công tắc xích tốp tay. Anh em bấm tốp tay thì nó cho đèn sáng và đồng thời nó sẽ cho vào cái nút đề luôn. Đúng chưa? Nó cấp điện cho cái nút đề. Sau đó mình nhấn nút đề thì nó sẽ cho ra nguồn 12V vàng sọc xanh cây nha anh em. Đó. Còn lại cái dây này nè. Dây nè. Dây sinh dương sọc trắng này nè. Thì cái dây sinh dương sọc trắng này chính là cái dây báo động nha. Cái dây báo động nha anh em, báo động khóa ha. Đó là cái dây mà lên cái đèn báo động lên đồng hồ nha. Còn cái dây số 19 là cái dây tín hiệu ha, tín hiệu gửi tín hiệu về cái cục ECM nha, tín hiệu đề nha anh em. Đó. Tín hiệu đề gửi về cái cục ECM này, lúc này xe ECM mới khởi động được nha. Đó, như vậy là mình đã trình bày xong toàn bộ cái vị trí chân của cái cục EXU của Radio 2023 một giác nha anh em. Đó. Rồi cái video đến đây kết thúc nha. Rồi xin chào tất cả mấy anh em nha.